Giới thiệu với tất cả anh em, đây là con Technic M222, một trong những cái chiếc test rất là đẹp, có thiết kế nhìn rất là tinh tế và sang trọng ha. Đây ha, tất cả em quay tất cả mọi thứ cho tất cả anh em coi. Rất là đẹp. Rất liền liền mạch hết ha. Rồi hai hộp băng đều hoạt động hoàn hảo cả. Đi về cái phần này đều có một cái lớp bằng lớp nhôm ha, phần nhôm rất là dày nè. Đấy. Thiết kế rất là đẹp. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.